tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin tổng hợp. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Đối tác Apple bị tố ăn cắp bí mật thương mại. Thông tấn xã Reuters đưa tin Luxshare, đối tác lắp ráp AirPods cho Apple, bị cáo buộc đánh cắp nhân viên và bí mật thương mại của một công ty Đài Loan. Theo đó, ngày 15 tháng 7, các công tố viên Đài Loan cáo buộc Luxshare ăn cắp bí mật thương mại, chiêu mộ nhân lực từ đối thủ Capture Technology để giành đơn đặt hàng từ Apple, có trụ sở tại Trung Quốc. Luxshare là đối tác sản xuất AirPods, cung cấp một số bộ phận cho iPhone, iPad và máy tính Mac. Trong khi đó, Capture Technology thành lập tại Đài Loan, sản xuất vỏ cho thiết bị Apple. Sau cuộc điều tra dài 1,5 năm, các công tố viên Đài Loan cáo buộc Luxshare nhắm mục tiêu vào Capture Technology để nhanh chóng thâm nhập vào chuỗi cung ứng giành đơn đặt hàng của Apple. Luxshare được cho đã dụ dỗ nhân viên thuộc bộ phận nghiên cứu và phát triển R&D cho Capture tại Trung Quốc bằng cách đưa ra mức lương cao, từ đó đánh cắp bí mật kinh doanh. Hành động này khiến công ty Đài Loan chịu nhiều thiệt hại. Các công tố viên Đài Loan cho rằng động thái của Luxshare nhằm nhanh chóng xây dựng nhà máy sản xuất hàng loạt vỏ cho iPhone, iPad và các sản phẩm khác. 14 người liên quan vụ việc bị buộc tội do phá vỡ niềm tin, lấy bí mật thương mại để sử dụng tại nước ngoài. Luxshare ban đầu chỉ sản xuất tai nghe không dây AirPods cho Apple. Đến năm 2020, Apple khuyến khích công ty Trung Quốc đầu tư vào dây chuyền sản xuất vỏ kim loại cho iPhone và MacBook để cạnh tranh với Foxconn. Hiện nay, Luxshare đã sản xuất một số bộ phận cho iPhone 13 và iPhone 14. Trong tương lai, công ty này có kế hoạch gia công Apple Watch, hợp tác để sản xuất xe điện Apple Car. Thời gian gần đây, chính quyền Đài Loan đã đẩy mạnh chiến dịch ngăn chặn các hành động bất hợp pháp từ các công ty Trung Quốc nhằm đánh cắp bí mật kinh doanh với nhân tài. Giới chức Đài Loan cho rằng đó là mối đe dọa với nền công nghệ. Google bắt đầu thực thi các quy tắc công nghệ mới của Liên Âu. Hãng thông tấn Fox News đưa tin hãng công nghệ Google cho biết kể từ ngày 19 tháng 7, công ty này sẽ giảm phí từ mức 15% xuống còn 12% đối với các nhà phát triển ứng dụng không phải là trò chơi trên cửa hàng ứng dụng Google Play khi các nhà phát triển này sử dụng hệ thống thanh toán bên ngoài hệ thống của Google. Google nêu rõ việc cắt giảm chi phí áp dụng đối với người tiêu dùng tại châu Âu. Động thái này cho thấy sự thay đổi trong chiến lược của Google kể từ năm ngoái, khi hãng này bày tỏ thiện chí với các quy định của các cơ quan quản lý và liên tục vướng vào các vụ rắc rối liên quan đến chống độc quyền. Đạo luật thị trường kỹ thuật số DMA dự kiến có hiệu lực vào năm tới, theo đó yêu cầu các gã khổng lồ công nghệ cho phép các nhà phát triển ứng dụng sử dụng nền tảng, thanh toán bên ngoài hệ thống của các hãng công nghệ để bán ứng dụng hoặc phải chịu mức phạt 10% tổng doanh thu của công ty trên toàn cầu. Apple và Google bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi quy định này. Bà Estelle Wolf, giám đốc chính sách công và các vấn đề chính phủ tại Liên Âu của Google, cho biết hãng sẽ công bố một chương trình để hỗ trợ các sự lựa chọn thay thế cho khách hàng ở khu vực kinh tế châu Âu EEA như một phần trong nỗ lực tuân thủ các quy tắc mới của Liên Âu. Bà nhấn mạnh sự điều chỉnh mới của Google đồng nghĩa với việc các nhà phát triển ứng dụng không phải trò chơi có thể cung cấp cho khách hàng của mình tại khu vực kinh tế châu Âu một giải pháp thanh toán thay thế cho hệ thống thanh toán trên Google Play khi họ thanh toán cho các dịch vụ và nội dung kỹ thuật số. Bà Wood cho biết khi khách hàng sử dụng hệ thống thanh toán thay thế, phí dịch vụ mà nhà phát triển phải trả sẽ giảm 3% từ mức 15%. Trong một thập kỷ qua, Google đã phải chịu nhiều mức phạt của Liên Âu liên quan đến các hoạt động cạnh tranh không công bằng và các buộc độc quyền trước các đối thủ nhỏ hơn tại châu Âu, với tổng mức phạt lên đến là hơn 8 tỷ euro, tức là 8,19 tỷ Mỹ Kim.
Trong năm 2021, cứ mỗi một giây rừng Amazon lại mất 18 cây xanh. Hôm 18 tháng 7, tổ chức môi trường có tên là Map Biomass cho biết Brazil mất khoảng 42.000 km2 thảm thực vật bản địa trong 3 năm qua. Báo cáo dựa trên dữ liệu vệ tinh cho thấy nạn phá rừng ở Brazil tăng hơn 20% từ 13.789 km2 vào năm 2020 lên 16.557 km2 vào năm 2021. Theo báo cáo của Map Biomass, chỉ riêng ở Amazon, rừng muối nhiệt đới lớn nhất thế giới khoảng 111.6 hectare thảm thực vật bản địa bị tàn phá mỗi giờ, tương đương với 1.9 hectare mỗi phút, tức là 18 cây xanh mỗi giây. Tình trạng phá rừng ngày càng tăng được quan sát ở tất cả các quần xã sinh vật, và trong 3 năm qua, diện tích rừng bị mất ở Brazil lên tới 42.000 km2, gần bằng diện tích thành phố Rio de Janeiro. Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Không gian Quốc gia INPI, trong nửa đầu năm 2022, rừng Amazon của Brazil mất 3.988 km2. Thống kê của chính phủ cho biết trung bình hàng năm, tình trạng phá rừng Amazon của Brazil tăng 75% trong nhiệm kỳ của ông Jair Bolsonaro so với một thập niên trước đó. Các nhà môi trường cáo buộc ông Bolsonaro khuyến khích phá rừng để thu lợi kinh tế và làm suy yếu các cơ quan nghiên cứu và bảo tồn. Với diện tích 5.5 triệu km2, rừng mưa nhiệt đới Amazon là khu rừng lớn nhất thế giới, có độ bao phủ kéo dài gần hết lưu vực sông Amazon. 60% diện tích rừng nằm trong lãnh thổ đất nước Brazil, phần còn lại thuộc Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname và Guyana thuộc Pháp. Với diện tích này, rừng mưa Amazon chiếm hơn 50% rừng mưa của trái đất. Rừng Amazon là ngôi nhà chung của nhiều loại động vật, thực vật quý hiếm. 10% số động vật của thế giới có thể được tìm thấy tại đây. Do đó, người ta ví rừng mưa Amazon như một khu bảo tồn thiên nhiên của trái đất. Lee Jung-jae và Kim Go-eun thắng giải truyền hình Rồng Xanh. Theo truyền thông tại Nam Hàn, đưa tin khán giả không bất ngờ khi Lee Jung-jae nam chính series sinh tồn ăn khắp toàn cầu Squid Game tiếp tục giành giải nam chính xuất sắc. Tài tử nói như sống trong thời hoàng kim thứ ba sự nghiệp, biết ơn khi được khán giả trong nước và quốc tế yêu thương ủng hộ. Trong bài phát biểu, anh cũng cảm ơn ekip Squid Game và nhắc tên Jung Woo-sung, bản thân kim đại diện công ty quản lý Audis. Trước đó, nhờ thành công của phim Lee Jung-jae và ekip oanh tạc nhiều lễ trao giải trong và ngoài nước, tác phẩm có tên trong các hạng mục lớn ở SAG, Quả Cầu Vàng và Primetime Emmy thắng giải series đáng xem. Ở Gotham Award và People's Choice Award, giải series tiếng nước ngoài tại Critics' Choice Award. Riêng Lee Jung-jae được vinh danh đề sang giải cao nhất tại Asia Artist Award, diễn viên xuất sắc mảng truyền hình ở Critics' Choice Television Award. Thắng nam chính phim dài tập tại Green Actor Guild Award, bộ phim Squid Game ra mắt hồi giữa tháng 9 2021, trở thành series thành công nhất lịch sử của Netflix với 111 triệu người xem sau 25 ngày. Nội dung xoay quanh Ji-hoon, Lee Jung-jae đóng, bị vợ bỏ, thất nghiệp, nghiện cờ bạc và nợ hàng trăm triệu won, với mơ ước kiếm 45,6 tỷ won để đổi đời. Anh đồng ý tham gia trò chơi sinh tử. Giới phê bình đánh giá cao, kịch bản được lồng ghép nhiều thông điệp về xã hội, tôn giáo và chính trị. Khi được xướng tên ở hạng mục nữ chính xuất sắc nhờ vai Yumi trong phim lãng mạn Yumi Sao, tế bào của Yumi, Kim Go-eun nói bất ngờ và không chuẩn bị trước bài phát biểu. Cô cho hay tôi từng nhận giải tân binh của năm tại liên hoan phim Rồng Xanh. Thật ý nghĩa khi sau 10 năm tôi tiếp tục nhận được giải lớn. Có nhiều thất bại và thử thách trong một thập niên qua, nhưng trái tim, tình yêu diễn xuất của tôi vẫn như hồi ấy. Vài thói quen tốt giúp răng miệng luôn thơm tho sạch sẽ. Theo cuộc khảo sát của National Health and Nutrition Examination Survey, 92% người trong độ tuổi từ 20 đến 64 tuổi từng có vấn đề về răng miệng, trong đó có nhiều trường hợp bị sâu răng. Tuy nhiên, nếu thực hiện theo lời khuyên từ các chuyên gia, họ có thể giữ cho răng khỏe mạnh hoặc ít nhất là kéo dài tuổi thọ của chúng. Dưới đây là vài thói quen đơn giản hàng ngày. Chỉ cần chú ý thực hiện bảo đảm mọi người sẽ tự tin hơn với hơi thở thơm tho, răng miệng sạch sẽ. Dùng chỉ nha khoa trước khi đánh răng. Chỉ nha khoa giúp lấy đi các mảng bám cứng đầu dính trong răng mà bàn chải khó lấy ra. Chỉ nha khoa được tẩm mùi bạc hà, giúp diệt vi khuẩn trong khoang miệng, giảm hôi miệng và ngăn ngừa một số bệnh về răng. Bác sĩ nha khoa khuyên rằng nên dùng chỉ nha khoa ngay trước khi đánh răng, chứ không nên dùng sau khi đã đánh răng.
Nhai kẹo cao su tối đa 20 phút. Nhai kẹo cao su sau bữa ăn giúp giảm mùi thức ăn trong miệng, giữ hơi thở thơm tho, nhưng nên chọn loại kẹo không có đường. Chỉ nên nhai kẹo cao su trong 20 phút để tăng lượng nước bọt, tiết ra và loại bỏ axit sau khi ăn. Không đánh răng ngay sau khi uống trà hoặc cà phê. Các bác sĩ nha khoa cho biết không trộn kem đánh răng với trà hoặc cà phê. Các chất có trong hai thức uống này có thể phá vỡ men răng vì chứa lượng axit cao. Uống trà và cà phê với sữa. Cà phê đen là loại thức uống có tính axit cao. Nếu uống cà phê đen mỗi ngày, răng sẽ trở nên thưa hơn. Ngoài ra, cà phê đen sẽ làm răng bị ố vàng vì có chứa nhiều tannin. Thay vì uống cà phê đen, nên pha với sữa, thành ly cà phê sữa vừa béo vừa ngon, đồng thời giảm bớt tác hại từ cà phê lên răng. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thúy Hằng cảm ơn cho sự quan tâm và theo dõi của quý vị. Thúy Hằng xin kính chúc cho quý vị một ngày mới bình an.